Thưa quý vị, cùng với việc quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sản phẩm tour tuyến, dịch vụ thì chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để phát triển ngành du lịch bền vững. Theo số liệu thống kê, hiện nay số lao động ngành du lịch của tỉnh có khoảng 35.000 người, trong đó lao động trực tiếp hơn 10.000 người. Theo đánh giá khảo sát thực tế gần đây về nguồn nhân lực du lịch tại Thừa Thiên Huế, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đạt khoảng trên 60% và khâu yếu vẫn là ngoại ngữ để giao tiếp, phục vụ các đối tượng khách quốc tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng. Thực tế này đòi hỏi ngành du lịch cần quan tâm đến công tác đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho một bộ phận lớn lao động của ngành, phản ánh của phóng viên thời sự. Trong hội thi nghiệp vụ du lịch buồng toàn quốc năm 2018 diễn ra gần đây, ngành du lịch Thừa Thiên Huế có 7 thí sinh tham gia và có 2 thí sinh đạt giải là Trần Thị Thu Hà, nhân viên khách sạn Sài Gòn Maran Huế, Trần Nhật Minh, nhân viên khách sạn Mondrian Huế. Với sự tự tin chọn thi bằng ngoại ngữ tiếng Anh, Trần Thị Thu Hà đã được ban giám khảo đánh giá cao và đạt giải nhất cuộc thi. Qua đó cho thấy sự nỗ lực rèn luyện, trình độ tay nghề, bản lĩnh nghề nghiệp, đặc biệt là ưu thế về kỹ năng thành thạo ngoại ngữ của nhân viên ngành du lịch là yếu tố rất quan trọng. Ban giám khảo vận động tất cả 20 thí sinh hãy tham gia trường hợp tiếng Anh thì em cũng nghĩ rằng là nếu không có thí sinh nào tham gia và em là mạnh dạn tham gia hội thi. Bên cạnh cái kỹ năng nghề bình thường thì những cái kỹ năng khác như kỹ năng ứng xử giao tiếp và đặc biệt kỹ năng sử dụng thành thạo các cái ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì vô cùng cần thiết. Và một trong những cái lý do mà thí sinh của chúng ta đã vượt qua rất nhiều cái thí sinh vào vòng chung kết của toàn quốc để đạt được đó, là cái giải nhất, đó là chúng ta đã mạnh dạn thi bằng cái tiếng Anh. Những năm trở lại đây, việc quan tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch được ngành du lịch quan tâm hơn. Cùng với các hệ đào tạo chính quy, các doanh nghiệp còn liên kết với các trường đào tạo và các tổ chức quốc tế tiến hành các khóa đào tạo ngắn hạn, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp nhằm bổ sung kiến thức, nâng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên. Trong đó, kỹ năng về giao tiếp bằng ngoại ngữ đang là khâu yếu ở một bộ phận nhân viên cũng cần được quan tâm hơn. Để đảm bảo đáp ứng được cái sự hài lòng của khách, đặc biệt nhất là cái sự nói và trực tiếp giao tiếp với khách thì chủ yếu cũng đang hạn chế ở một số bộ phận. Và đặc biệt nhất là ngoại ngữ trong hệ thống khối lưu trú, rồi là hệ thống dịch vụ bếp và một phần nào đó thì cả cái bộ phận khác nữa thì cũng thực sự đã khẳng định rằng thì cũng chưa đảm bảo đáp ứng được yêu cầu. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngành du lịch, trong đó nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Cùng với doanh nghiệp, ngành du lịch cần có sự hỗ trợ thiết thực hơn trong việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ du khách, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà quản lý du lịch nhằm đáp ứng cho yêu cầu phát triển của ngành. Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã chủ động có rất nhiều cái chương trình đào tạo, từ cái đào tạo nghiệp vụ cho các cái chủ các cái doanh nghiệp khách sạn, đến đào tạo các cái nghiệp vụ cho các cái nhà quản lý ở các cái bộ phận. Rồi bên cạnh đó thì cũng phát động rất là rộng rãi cho các cái doanh nghiệp là phải có cái chương trình thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao cái nghiệp vụ tay nghề cho các cán bộ công nhân viên trực thuộc trong cái đơn vị của mình. Theo đánh giá khảo sát thực tế gần đây về nguồn nhân lực du lịch tại Thừa Thiên Huế, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đạt khoảng trên 60%. Lao động được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam hơn 30%. Đội ngũ lao động này tập trung chủ yếu ở khối cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên. Còn nhiều lao động thiếu kỹ thuật tay nghề cao, yếu về ngoại ngữ, kỹ năng marketing, khả năng giao tiếp hạn chế, khan hiếm nhân lực quản lý có chuyên môn cao. Do vậy, việc đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành du lịch đang đặt ra cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.